Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình Lâm Hoàng Mercedes. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe Mercedes AMG C43 Formatic vừa mới về Việt Nam luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và khám phá chiếc xe này. Xin mời các bạn. Xét về kích thước tổng thể của chiếc C43 thì chiều dài nó sẽ dài hơn chiếc xe bên cạnh khoảng 40 mm các bạn. Chiều rộng thì bằng nhau và chiều cao thì chiếc xe này nó sẽ cao hơn. Đâu đó là khoảng và cái trọng lượng, khối lượng bản thân của chiếc xe này nó sẽ nặng hơn chiếc C300 khoảng đâu đó gần 200 kg, do chiếc xe này là dẫn động 4 bánh các bạn, Formatic. Và tỷ lệ phân bố của nó, cầu trước và cầu sau, nó giống như chiếc Maybach S680, đó là 31-69, cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 là chỉ 4,6 giây. Trái tim của chiếc Mercedes AMG C43 Formatic chính là một cái động cơ 2.0 mới với công nghệ MyHybrid 48V các bạn. Thì với chiếc lý lắp ráp là One Man One Engine, có nghĩa là một người kỹ sư sẽ lắp đặt một cái động cơ này. Điều đó là trong vòng khoảng 2 ngày để hoàn thành một động cơ và có chữ ký của người kỹ sư đó trên động cơ nha các bạn. Và động cơ này thì sản sinh ra công suất là 408 mã lực với mô men xoắn là 500 Nm. Ngoài ra nó có thêm cái công nghệ MyHybrid nên khi các bạn khởi động chiếc xe này nó cực kỳ là êm. Và khi mà tăng tốc thì nó sẽ hỗ trợ thêm công suất cho cái động cơ AMG này. Hộp số của trên chiếc xe C43 này thì nó sẽ là hộp số AMG Spaceship 9 cấp. Nó sẽ khác so với hộp số của C300 các bạn. C300 thì cái bộ mà chuyển đổi từ động cơ ra hộp số á, thì nó sẽ qua một cái bộ biến mô đó, mình sẽ để một cái hình ảnh minh họa ở trên, nó hơi sâu về kỹ thuật một chút. Còn trên chiếc xe C43 này các bạn thì nó sẽ xài những cái bộ ly hợp ướt có những cái lá thép á, thì nó giúp cho cái việc mà phản hồi số và sang số tạo ra cái cảm xúc khi mà lái xe cực kỳ là cuốn nha các bạn. Điểm đặc biệt ở trên chiếc C43 này các bạn, cái động cơ thì cái gọi hôm nay là cao su chân máy á, thì cái xe này nó sẽ có cái bộ chân giá động cơ có thể tùy biến được độ cứng mềm, nó giúp cho cái khối động cơ với lại cái thân xe các bạn nó sẽ có tùy, nói chung là nó sẽ tinh chỉnh làm sau đó khi mà mình ôm cua mình đi tốc độ cao, giúp cho cái xe nó sẽ rất là ổn định và nó sẽ không gây nên những cái hiện tượng như là ví dụ như là văng xe gì đó các bạn nha. Thì cái tính năng này rất là hay. Với gói thiết kế ngoại thất Mercedes AMG thì các bạn sẽ thấy đặc trưng của nó là các bạn mặt ca lăng AMG với các nang được lạc chọc giúp cho phần đầu xe nhìn rất là cứng cáp nha các bạn ha. Và cái phần hốc gió này làm rất đẹp luôn các bạn, rất đẹp. Dưới này có cái thanh mạng rồm kéo dài ở bên kia đây luôn, giúp cho cái phần đầu xe các bạn nhìn trực diện nó sẽ rộng hơn, bề thế hơn. Và đèn của nó thì sẽ sử dụng tương tự như chiếc xe 300 các bạn, đèn digital light giúp cho ra mỗi bên nó là 1,3 triệu điểm ảnh và hai bên là thành 2,6 triệu điểm ảnh. Đó, giúp cho các bạn đi ban đêm rất là sáng. Và cái đèn này mình đã trải nghiệm rồi, cực kỳ sáng nha các bạn. Xe được trang bị mâm hợp kim thể thao 19 inch với năm với nang năm châu đó các bạn, thiết kế tôi yêu khí động học nhìn rất đẹp. Với cái mép phanh được sơn đỏ này, có chữ AMG màu đen luôn. Khi mình đi đến phần bên hông xe thì các bạn sẽ thấy là bên hông nó sẽ có một cái logo ha, Turbo Electric Drive, có nghĩa là bộ tăng áp điện tử. Xe này ngoài cái turbo tăng áp của động cơ ra thì nó sẽ thêm một cái bộ tăng áp điện tử nữa, giúp cho xe khắc phục hoàn toàn cái tình trạng mà trễ ga các bạn. Rồi tăng tốc một cách rất mượt mà, gương chỉnh điện ngập điện. Ngoài ra khi các bạn mở nó sẽ có một cái logo chiếu xuống mặt đường như mình. Đó, logo M các bạn. Tính năng chìa khóa thông minh, okay, let's go. Và ở Việt Nam mình thì hiện tại mình chưa thấy có dòng xe nào là trang bị cái gói nạp bích kịch các bạn. Nếu mà xe này có gói nạp bích kịch, những cái đường cong kính và chân kính này màu đen nó sẽ rất là đẹp. Và cái gương chiếu hậu màu đen luôn. Cái này thì về mình có thể dán được giúp cho cái xe nó sẽ thể thao hơn. Vị trí lắp xăng thì nó tương tự như chiếc xe 300 các bạn ha. Mình phải mở lắp ra thì mới mở được. Đó, đây là vị trí lắp xăng này các bạn. Các thông số như là sơ đồ điện có một cái mã QR code trong đây và cái thông số để mình bơm lốp xe sẽ nằm ở đây hết. Nó yêu cầu mình đổ xăng như đó bạn, xăng 95. Đây, khi đi đến phần đuôi xe này các bạn thấy cái đèn led không? Nó chạy ra rất là đẹp ha. Khi mà mình mở lốc chìa khóa thì nó sẽ chạy từ trong ra ngoài. Và khi mình bấm thì nó chạy từ ngoài vô trong, rất là đẹp. Và xe được trang bị tính năng dashboard cho các bạn. Đó, mình chỉ thao tác như vậy thôi, nó sẽ mở cho mình. Có thể đóng mở cốp bằng điện này. Ngoài ra thì trên xe được trang bị cánh gió thể thao AMG các bạn, giúp cho phần đuôi xe nhìn nó sẽ thể thao hơn. Tại vì nó dòng xe AMG mà. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy nè, khi mà đi phía sau đặc trưng hệ thống ống xả nhìn rất là hầm hố ha. Ngoài ra nó có một cái tính năng là giảm được âm thanh, giúp cho cái xe nó nghe nó âm thanh nó sẽ thể thao hơn. Đó. Và cái điều chỉnh đó thì mình sẽ điều chỉnh trên vô lăng, có thể điều chỉnh được cái âm thanh của ống xả. Đó, các bạn thấy cái đèn rút vô rất là đẹp. Xe này thì ở phía sau, bánh phía sau các bạn. Bánh phía sau nó sẽ hỗ trợ đánh lái cho mình là 2,5 độ. Giúp khi mà mình ôm những cái cua nó sẽ đã hơn.
Khi bước vào trong khoang nội thất của Mercedes-Benz thì các bạn sẽ ấn tượng ngay đó chính là phần đèn viền nội thất. Các bạn thiết kế màn hình rất là đẹp nha các bạn, màn hình 11.9 inch và màn hình của người lái là 12.3, thể hiện các thông tin trên đây rất là đầy đủ. Bây giờ thì mình sẽ thử để khởi động cái máy lên nha các bạn. Nghe rất đã các bạn, nghe rất là sướng luôn. Trên vô lăng thì các bạn sẽ có các cái cụm điều chỉnh của AMG, đó là này các bạn, điều chỉnh chế độ lái nè, điều chỉnh chế độ lái và điều khiển, điều chỉnh các cái ví dụ âm thanh bô hay là hộp số này, đó, cân bằng điện tử, hệ thống treo, hệ thống treo của chiếc xe này là Dynamic Body Control, thì các bạn có thể thay đổi được độ cứng mềm của cái hệ thống phụ theo chế độ lái nha các bạn. Khi các bạn bước vào một chiếc xe Mercedes-Benz thì các bạn sẽ ấn tượng ngay đó chính là cái phần nội thất này các bạn. Nội thất rất là đẹp, màn hình cảm ứng rất nhạy các bạn ha. Mình sẽ lột nhẹ ra để cho các bạn xem cái độ nét của nó rất nét. Đó mình xài nè, và cái cam 360 của đó các bạn, thì tại mình không có đóng cái cửa phía sau do nó đang vướng một cái cây mình để mình quay cái điện thoại các bạn, rất rõ luôn. Cái này ban đêm nha các bạn, nó ví dụ mình đạp thắng đèn nó cũng sáng lên nè, đó rất hay. Nó hỗ trợ cho mình di chuyển trong những cái cung đường hẹp rất là an toàn luôn. Cái này mấy chị em phụ nữ rất là thích nha các bạn. Nó sẽ thể hiện xung quanh chiếc xe. Để mình đóng lại, xe này mới vừa về luôn các bạn. Hiện tại là bên mình đang có xe giao ngay. Đó, cũng siêu lại. Hiện tại là đang có xe giao ngay luôn. Nếu như các bạn và quý khách hàng quan tâm về chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại là 0918611766 nha. Trên xe nó sẽ có một cái mục AMG là các bạn thể hiện các thông tin của trên xe, có một đồng hồ IWC luôn rất đẹp đó, cho mình bấm giờ cho mày luôn. Cái này giống như chạy đua rồi các bạn. Động cơ là thể hiện các cái thông tin moment xoắn hay là công suất rất là nhiều, nhiệt độ nước, nhiệt độ nhớt đầy đủ hết. Xe là nó thể hiện nguyên cái xe lên nha các bạn ha, mình chạy bao nhiêu độ nè, nó sẽ báo lên đây hết cho mình, rất là nhiều thông tin. Điều chỉnh điều hòa hai hàng ghế này, như vậy mình có chia sẻ là 4 vùng chất lượng không khí, nó có một cái bộ lọc nữa các bạn, giúp cho nó sẽ lọc những cái gọi là bụi mịn, phấn hoa, mùi khó chịu, nó cũng thông qua cái bộ lọc hàng hoạt tính này các bạn, nó sẽ giúp cho bảo vệ cái hệ hô hấp của những hành khách khi ngồi trên xe. Tính năng này sau này sẽ được trang bị tiêu chuẩn trên các dòng xe mẹt nha các bạn. Nói chung là Mercedes-Benz sẽ hướng đến cái an toàn cũng như là bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Bộ thất rất đẹp các bạn. Điểm khác biệt của trên đây của trên chiếc C43 thì hàng ghế nó sẽ có thêm cái tính năng là sưởi ấm. Hệ thống loa âm thanh Boommaster 15 loa, công suất là 710W. Các bạn có thể sạc điện thoại không dây ở trong vị trí này nha các bạn. Và kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đó, rất là tiện. Trong đây là có cái hộc để đồ nè, có cái cổng sạc Type C cũng như là sạc không dây ở ngoài này nha các bạn. Nội thất ốp gỗ này nhìn như trên một chiếc Maybach nha các bạn. Với các cái đường nhôm đặt dọc, nhìn cái nội thất rất đẹp. Các cái cánh gió này các bạn, rất đẹp. Mình thực sự ấn tượng với cái thiết kế nội thất sau này của mẹ các bạn. Thiết kế rất là đơn giản nhưng mà nhìn rất đẹp ha. Các cái cửa gió thì có các cái tính năng hiệu ứng này không khí các bạn, tăng đỏ, giảm lạnh, lạnh là xanh. Mình có thể tùy chỉnh được cái đèn ở trong cái phần cài đặt. Đây, đèn nữa các bạn nè, đó đèn trang trí nội thất. Một màu, nhiều màu, rất là nhiều kiểu cho mình chọn. Đó, mình tăng lên nó báo đỏ. Ghế ngồi thì nó sẽ có cái ghế động lực cho hai ghế trước, thư giãn nhẹ khi mà mình đi những cung đường xa. Và định vị ghế tự động, ví dụ như mình cao 1 mét bao nhiêu mình set chiều cao và bắt đầu. Đó, ghế và vô lăng nó sẽ tự điều chỉnh để đưa mình vô cái vị trí phù hợp với cái chiều cao đó. Và từ đó mình có thể tùy chỉnh theo cái sở thích của mình. Xe thì cũng rất nhiều tính năng nha các bạn. Các cái tính năng hỗ trợ an toàn thì được trang bị đầy đủ trên chiếc xe này. Giữ khoảng cách chủ động này, tránh va chạm, hệ thống phanh chủ động, giám sát làn đường, rồi điểm mù, nói chung là đầy đủ hết. Chiếc xe với một cái động cơ one man one engine, hiện tại thì chiếc C43 này đang có mức giá là 2.960 triệu, và số lượng xe trên cả nước Việt Nam thì đến với đầu ngón tay nha các bạn. Hiện tại bên showroom mình là showroom Mercedes bên Phú Mỹ Hưng đã giao được một chiếc xe đầu tiên rồi, và còn một số chiếc xe nữa thì đang làm thủ tục và chuẩn bị giao. Và nếu như các bạn có nhu cầu tìm hiểu và lái thử những dòng xe của Mercedes Benz thì các bạn và quý khách hàng hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại mình sẽ để trên góc màn hình. Bây giờ thì mình sẽ ngồi ở cái hàng ghế phía sau nha các bạn để xem có gì khác biệt. Đây, ngồi khoang ghế phía sau khá rộng rãi nha các bạn. Do cái ghế này nãy mình ngồi mình có ngã ra phía sau hơi nhiều, các bạn sẽ thấy nè, nó ngã nhiều so với ghế bên này hơn. Và trang bị cột sổ trời thì giúp cho mình di chuyển những cung đường dài rất là thoải mái. Điều đặc biệt trên chiếc xe này khác cái C300 các bạn,
đó chính là ở phía sau cũng được trang bị cái hệ thống điều hòa này các bạn. Xe này điều hòa tự động 4 vùng luôn, đằng sau độc lập hai vùng hai bên luôn. Mình có thể tự tùy chỉnh ở phía sau. Rèm che nắng thì đủ nha các bạn. Đây, rèm che nắng nè, tiếng đóng cửa rất là chắc, tiếng đóng cửa rất là chắc các bạn. Hiện tại mình quay clip này cũng 8 giờ tối rồi. Nãy giờ nói quên uống nước nên nó hơi dính cái cổ hiểu các bạn. Mong các bạn quý khách hàng ví dụ nghe từ nào mà nó không rõ thì phải thông cảm cho mình. Đây đằng sau thì có cái tệ tì tay, nó để các cái điện thoại nhỏ các bạn, chưa nếu mà iPhone dài dày để không được. Và ly nước, chai nước nó để vô này. Khi mà các bạn để đồ phía sau đúng không, mình muốn lấy thao tác rất dễ các bạn. Đây, nó mở mình có thể lấy đồ được ở phía sau rồi. Giờ thì mình xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn và quý khách hàng đã bỏ một chút thời gian xem video của mình. Nếu như trong quá trình mình trình bày có vấn đề gì đó sai sót thì mong các bạn và quý khách hàng đừng tình tha thứ bỏ qua và comment xuống phần dưới phần bình luận để cho mình biết để mình có thể khắc phục được những cái lỗi hoặc là những cái phần nào đó nó bị thiếu sót. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và quý khách hàng rất nhiều. Xin chào các bạn và quý khách hàng. Hẹn gặp các bạn và quý khách hàng ở những video tiếp theo.